Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo nhé. Và hôm nay thì anh em sẽ cùng nhau chia sẻ về cái cắt mái ở phần phía bên trên đổ sang nghiêng sang phần phía bên trái nhé. Bước đầu tiên thì anh em chia ra một tép mỏng bình thường thôi, và anh em cũng không cần phải nhấc lên cao hoặc là đè xuống thấp đâu. Anh em cứ trải ra tự nhiên nhất là cắt bằng cái thành xung quanh. Kéo tự nhiên nhá, anh em đừng kéo mạnh quá. Nếu mà anh em kéo mạnh quá thì anh em sẽ có hiện tượng là nó sẽ bị cụt nha anh em nhé. Nếu mà bạn nào vừa mới cắt đấy mà anh em sợ cụt thì anh em có thể cắt dư ra một chút xíu, tầm khoảng ở nửa phân. Rồi anh em cảm thấy còn dài thì anh em lại bấm lại tiếp. Còn có thể anh em tiếp tục cắt đến cái phần đằng trước mái đằng trước một chút ấy, thì anh em có thể để dài hơn một chút. Đó, đến cái phần đằng trước mái này này, đằng trước mái này ở góc này thì bạn nào muốn để cái mái dài thì anh em trải hơi chách ra ngoài một chút để lưu lại được cái độ dài ở đằng trước. Đó. Anh em chia thân mỏng ra rồi anh em cắt theo cái đường điểm chuẩn nhá. Có lẽ là cái này thì rất là nhiều người anh em hay bị cắt cụt ở cái góc trán, là do những cái vị trí này mà anh em không biết cách cắt làm sao để giữ lại được cái độ dài. Đó, nhất là cái góc trán này này, góc trán này có rất là nhiều người nó hay bị kiểu dạng như bị lẹo ở góc này, nên là anh em thật cẩn thận ở cái góc đấy. Còn phần đằng sau với lại xung quanh thì anh em cứ kéo ra cắt bình thường thôi. Đấy, đây là kết quả. Đó, anh em đơn giản là anh em cắt và giữ lại được cái thành là nhìn nó đẹp ngay. Và anh em không nhất thiết rồi, bởi vì tóc cắt mình cắt theo kiểu mà sinh hoạt hàng ngày ấy, thì không nhất thiết nó phải cắt cầu kỳ quá đâu. Mình cắt gọn mà nhìn nó có độ nét đẹp là ok. Bởi vì tóc nam mà không có kiểu nào là đẹp nhất và kiểu nào là xấu nhất thôi. Chỉ có cái kiểu mà nó phù hợp với khuôn mặt của mình ấy, là nhìn nó dễ nhìn nhất và là nhìn nó đẹp nhất thôi. Rồi, video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Rất là mong được anh em cùng đồng hành với Khánh để cùng nhau tìm hiểu ra được câu trả lời cho chính xác cho chính bản thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.